thật ra anh em là hôm nay là cuối tuần đi về gánh hộ em, nhà thằng em mới gặt nên là phải gánh nó ít lỗi lúa. Thế à? Xung quanh đây là toàn ruộng bậc thang. Hay lên bản nhà tài chơi đây. Quay lại. Đây là chuyên nghiệp. Đây là vàng hỏi đến từ Hâm Mông, anh Lai Châu, anh tận lên đoạn bản Bình Liêu anh buộc lúa. Nhanh đi. Cái dưới kia là cái ao cá, đây là một cái ao nữa to hơn, đây anh em đang câu cá. Có tương lai rồi, ta đã bay mất. Cẩn thận, cẩn thận. Cần một cái mang của nó là được. Làm con nữa là đuôi ở cái bi giếng này. Cái nó có bạn. Của to này, con này 2 cân 3 cân, thôi đem về chỉ thôi, chỉ thôi. Con thùng luồng dưới rồi. Một câu không được cá là phải đi. Ở bên này có cá gì chứ hả Tài? Bên này có cá gì? Chim cò quá. À, chim có mà, thật.
chịu khó bắt cá mà nào anh cho lên tivi xem lại nhé. Lúc nào thơm thịt nhảy xuống cho nó cắn mồi mồi. Ôi giời. Hờ, hát đấy, hát này cá nhiều lắm này. ca sĩ đến từ Lai Châu. Đây là các khán giả nhí. Tháo bốt nước rồi. Gì quế thanh niên. Đấy, thế mà mình dám lừa bọn anh nhìn xuống đấy bắt chết. Này có con rắn bản nó cắn thì thôi. Còn đông người cơ thì nó mới thành hội. Bay mất rồi.